trời ơi, cứu hàng mấy bạn ơi. Phòng tôm rang muối, ôi giời ơi. Popping. All new Australia. Chuyện là hả, hàng được tặng cái bịch bánh phồng tôm 5 căn chính hiệu luôn. Rồi hả, tại mấy cái video này nè. Dùng muối chiên phồng tôm và kết quả khiến nhiều người bất ngờ. Lưu ý khi chiên dùng loại muối hạt to, không nên dùng muối hạt nhỏ vì có iốt sẽ khó chiên hoặc không chiên ở bánh phồng tôm. Vậy là chỉ vài thao tác đơn giản thôi, chúng ta đã có ngay những chiếc bánh phồng tôm giòn rụm thơm ngon. Đó, đầu đuôi tay nheo là vậy đó các bạn. Hằng không hiểu luôn á, Hằng để 1 kg muối luôn và hả làm trong vòng 30 phút luôn, nhưng mà cũng không hiểu tại sao lại không thành công nữa. Thật là quái lạ. Hai ơi, Hằng không dừng lại ở đó nha các bạn. Người xưa có câu thua keo này mình bài keo khác. Cục bơ thực vật vào, đến khi mà bơ hòa tan hết thì mình sẽ cho một miếng bánh phồng tôm vào. Và một cái lưu ý khi làm bánh phồng tôm bằng bơ thực vật là phải để nhiệt độ cao. Ta ta ta, xong rồi các bạn nha, Hằng đã chiên xong bánh phồng tôm 5 căn cà mau. À, rang bơ cho các bạn. Còn rang muối á. Đây, rang muối đây. Rang muối rồi các bạn. Trời ơi, không biết là do cái bánh này nó dày quá hay là do lửa của Hằng chưa đủ lâu mà bây giờ bánh nó đen thui luôn mà nó không có chịu nở ra nữa. Bạn nhìn xem nè. Bạn nào biết đó giải thích giùm Hằng nha. So ghê. Phồng tôm 5 căn Cà Mau thơm ngon quá, ăn cùng Hằng nha. Mặn mặn, rất là thơm mùi tôm. Hồi video trước á, cái một video hồi nãy review bánh tráng cũng Cà Mau, em ở phòng tôm cũng Cà Mau mà hiệu như ý, còn này là hiệu 5 căn. Và cái bánh này á, hình như là nó mặn hơn, mặn một xíu. Thế là do hành thành rang bơ ta. Ở trong bơ nó cũng có vị hơi mặn mặn lơ lỡ á. Nó còn mùi bơ luôn á. Còn thấy trong bơ nó còn vừa rồi. Mà đang muốn chắc nó mặn lại là lưỡi luôn. Giòn mình nha, rồ lỗ tai luôn á. Ăn cái bánh phồng tôm này là quên cả đất trời luôn các bạn. Tại vì khi mà nhai vô, cái gì là có tiếng rồ bánh tráng ngoài, không nghe âm thanh gì luôn á. Hãy có link lên máy phồng tôm bên dưới á, các bạn đã hạ ăn thử nha. Bye bye.